phân tích thị trường thủy sản. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, giá tôm như thế nào sẽ được thủy sản Yến Duy điểm qua ngay sau đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới thành công. Vào ngày hôm nay 15 tháng 3 năm 2022, size tôm 20 con 1 ký hiện tại 225.000, cộng trừ 1 con 10.000, 25 con 1 ký 175.000, cộng trừ 5.000, 30 con 158.000, lên xuống con 2.000, 40 con 143.000, cộng 1.000 trừ 2.000, 50 con 1 ký 132.000, cộng trừ 1.000, 60 con 124.000 cộng trừ 500, 70 con 119.000 cộng trừ 500, và 100 con 1 ký hôm nay đạt mốc giá 100.000. Giá tôm hôm nay không đổi và đang giữ ở mốc giá khá tốt. Giá tôm vừa vừa là giá tôm tại khu vực miền Nam Việt Nam trên ao bạc. Giá tôm sẽ còn tùy thuộc vào nhiều thứ, số lượng tôm, vị trí ao, ngoại hình từng bầy tôm mà có giá khác nhau. Và đây là giá tham khảo để chúng ta cùng an tâm hơn để sản xuất tôm. Ngay sau đây, Thủy sản Yến Duy sẽ gửi đến quý vị thông tin về giá giống cũng như thông tin khuyến mãi để chúng ta cùng nắm bắt thông tin và thả bầy tôm tiếp theo. Hiện tại, công ty giống CB giá 154 đồng đang khuyến mãi 10% tại Bạc Liêu. Công ty giống Việt Úc giá 135 đồng đang hỗ trợ khuyến mãi 30%. Công ty giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn 116 đồng, Hoàng Lộc công nghệ cao giá 126 đồng và đang khuyến mãi 50%. Tôm càng xanh toàn được giá 180 đồng. Thông tin về giá giống cũng như khuyến mãi đã khép lại phần phân tích thị trường thủy sản tại Thủy sản Yến Duy vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Thủy sản Yến Duy, là đơn vị chuyên cung ứng giống, thuốc men thủy sản, đồ nghề, thức ăn thủy sản, lắp đặt trọn gói ao bạc công nghệ cao, uy tín làm nên thương hiệu. Quý vị thấy clip ý nghĩa không quên đăng ký kênh hoặc like trang và chia sẻ cho bạn bè người thân cùng theo dõi video nhé. Xin chúc bà con vụ mùa thành công và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.